Chú Bảy, sáng giờ được cuốc nào chưa? Cuốc gì đâu, có được cuốc nào đâu. Bữa nay như là ngày của cô hồn hay gì, không biết đường nó vắng tanh, thấy không ai đi hết mày ơi. Từ từ chú, nhiều khi tới chiều mới có thì sao? Trời đất ơi, ngồi từ sáng tới giờ chờ tới chiều có ăn cuốc. Thì tới đêm. Chắc ăn mày quá à, nói chuyện có duyên ghê. Ôi, chú. Hả? Ôi ơi, bữa nay đi trễ quá. Ủa con đâu rồi? Qua bên kia rồi chú. Chú thông cảm nha, bữa nay đi rút tiền nhạy cảm lắm. Mà chú già rồi có chuyện gì xử lý đâu kịp. Thôi để con đi xin anh 11, cái an tâm nha. Chú đừng giận con, bữa sau đi ủng hộ chứ. Hả? Đi anh. Dạ có bữa này bữa kia. Thì ca khó này đi con xử lý, còn mấy ca dễ á, lát xử lý đã luôn. Dạ. Xử lý gì? Đi đi. Ủi vậy. Dạ, dạ. Có quẹt không? Quẹt làm gì chú? Tôi đốt xe, thấy lộn, đốt phong long rồi. Chú mê tín quá, bây giờ ai cũng chạy xe ôm, đốt phong long. Xui xẻo gì đâu. Ôi, từ sáng giờ chạy, ông 11 cũng chạy mấy lần rồi chú. Cuốc này là cuốc thứ 6 rồi đó. 6. Ai lỡ cũng nói, nó đâu có kêu nó tên 11 đâu. Nó kêu, anh hiệp sĩ luôn mà. Bực bội. Ăn may thôi á, mà làm cái giọng thành lanh thì ghét. Trời, hình như chú đang ghen tị hả? Ghen tị cái gì? Tao hỏi mày nè, nó là cái vụ bò hổm mà nó làm hiệp sĩ mà nó bắt cái thằng cướp đó, là cái thằng cướp đó nó mới chơi xì ke, hiểu không? Rồi nó chạy không nổi, cho nên là cái thằng 11 này nó hên, nó bắt được xì ke đó. Dễ gì mà ăn cướp mà không phải đâu chú, bữa con nghe chính xác là anh 11 ấy một mình á, anh ấy đánh với hai thằng cướp luôn, hai thằng ấy to cao lắm, đánh hạ hai thằng cướp luôn mà. Rảnh quá là ba cái chuyện bao đồng không? Bao đồng thì chú, con thấy anh làm việc tốt mà. Tốt cái gì? Bữa nào gặp cái thằng mà khỏe khỏe ăn nó nha, nó lụ cho một cái nha, lồi hai con mắt ra. Trời, chú nói nghe ghê quá. Ghê cái gì? Tao ở miệng tao nói thiệt chứ miệng tao ăn mắm muối gì nha, mà tao nói linh lắm á. À, giật máu cho đi nha. Nha. Rồi có ngày nè con, làm chuyện bao đồng. Ủa chú, cho con hỏi anh 10 hiệp sĩ đâu rồi chú? Anh em mới có khách, anh chở khách đi rồi, chắc chiều mới về. Đúng rồi, ảnh mới vừa có khách bao đi Hà Nội, nửa tháng mới về tới. Nè, đi. Thôi, vậy con đi chi xe của anh 10 hiệp sĩ thôi. Đó, bà thấy chưa? Hả? Cái khách tới là hiệp sĩ, khách tới là hiệp sĩ không à? Bây giờ con mới thấy nhục chú ạ. Khi làm sao hai chú cháu mà chú già thì không nói, mà con còn trẻ thanh niên như thế này mà tại sao không qua con chở chứ? Nó không đi xe mày là nói là cũng đúng đi. Tại tướng của mày nhìn thấy xì ke thì sao bị giật đồ, thấy không? Tướng tao khỏe, đẹp trai vậy nè, mà không biết sao mà nó không đi. Nhưng mỗi cái là hiệp sĩ, mỗi cái là hiệp sĩ không à? Bực. Bây giờ phải làm sao chú? Phải làm sao thì chú cháu mình có miếng cơm manh áo đi. Nè. Dạ, tao có ý như vậy nè. Con cũng có một ý. Tao với mày tổ chức ra dựng lên một màn kịch vừa ăn cướp vừa làm hiệp sĩ luôn được không? Ê, con cũng nghĩ ra cái ý đó đấy chú à? Ê, vậy bây giờ sao? Bây giờ con sẽ chở khách. Ừ. Đó, xong rồi chú tới, chú làm cướp, chú giật cái túi đồ đó, xong con sẽ đá chú, con rất cùi chỏ, con bắt chú. Quỷ. Hả? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao tao ăn cướp rồi? Rồi lại mày dí mày quýnh tao, là bà con lại dí quýnh tao cho tao chết hả? Con mới nghĩ tới khúc bắt rồi chứ chưa nghĩ tới khúc tai tiếng như vậy. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Giờ nó có hai cái vụ cướp nha. Vụ cướp thứ nhất á là mày làm ăn cướp. Dạ. Tao làm hiệp sĩ. Dạ. Cái vụ thứ hai á, tao làm hiệp sĩ, mày làm ăn cướp. Dạ. Vậy đi. Khoan đã. Con chưa được làm hiệp sĩ. Con đi cướp hai lần luôn. Cái vụ thứ hai á là chú làm ăn cướp, mày làm hiệp sĩ. Được không? Được chú. Ha. Rồi bây giờ vụ đầu ai làm trước nè? Ai làm ăn cướp trước nè? Vụ đầu chú đi. Hả? Tao nữa hả? Không, tại chú phải hiểu chú là một người lớn tuổi. À. Chú có nhiều kinh nghiệm sống. Vì vậy chú có nhiều kinh nghiệm đi cướp rồi. Trời đất ơi. Hả? Hả? Hồi nào giờ tao có ăn cướp, hồi nào đâu mà nói kinh nghiệm ăn cướp này. Nhầm. Ý là có nhiều kinh nghiệm sống, trải qua sự đời nhiều. Vì vậy chú có kinh nghiệm để làm những việc đó. Thôi bây giờ tranh thủ con học hỏi chứ. Bây giờ tranh thủ làm cái cướp mà lúc mà trời mưa nè. Trời mưa là đường vắng khách. Hiểu không? Hiểu không? Không có khách đi. Mình có ai mà tới đây mình cướp một cái là mình làm trọn gói luôn. Chả xíu trời nó không mưa thì sao? Hả? Trời không mưa thì canh lúc trời mưa là dạ. Nhưng mà không được. Hả? Bây giờ tao ăn cướp rồi cái mày làm hiệp sĩ,
rồi hai thằng tự cướp với nhau rồi tự bắt với nhau, rồi có ai đâu quay phim để quăng lên Facebook để mà hai đứa mình nổi tiếng, đúng không? Con nhắc con mới nhớ đó. Ừ, để con quay cho. Hả? Mày quay, mày vừa làm hiệp sĩ mày vừa quay nữa làm sao được? Ê, có cứu nhanh chú ơi. Xin chào mọi người. Em ơi. Cái gì? Ngày hôm nay tắt livestream đi. Không, em đang livestream mà. Ngày hôm nay á mình sẽ đi mua sắm ở trung tâm nên mình có hơi chuyên diện chút xíu, đánh môi hơi hồng, má hơi hồng và có chút mắc ra chút xíu. Các bạn biết không, mình đi sắm gì không nè? Mình đi sắm hột xoàn. Trời đất ơi, mà sắm nhỏ nhỏ anh, thôi. Em hả? Em ruột con đó. Trời ơi, thằng anh chạy xe ôm, nhỏ em đi sắm một thòn nó nổ tới bà cố luôn. Chú, con đang live stream mà. Em dạ, con là em ruột của ảnh. Em ruột hả? Dạ, ảnh là anh hai đẹp, còn con là ba mập. Sao hai anh em khác nhau xa vậy? Dạ, cùng cha cùng mẹ đó, nhưng mà cái thời mà ba má còn mới lấy nhau á, gia đình khó khăn, sinh ảnh ra nên ảnh đẹp. Rồi tới lúc mà khá giả cái sinh con ra, cái con ăn nhiều con mập. Ăn riết mà anh còn chạy xe ôm luôn nè. Ăn vô tư quá. Dạ dạ. Ê, bây giờ đi ra chú thế này đây. Qua chia sẻ cho nhỏ em. Bây giờ là em đóng giả người đi xe ôm. À được được. Sau đó chú Bảy sẽ tới cướp. Cướp của em. Ơi cướp được, cướp thiệt hả? Cướp giả vờ cướp thôi. Cướp của em xong rồi lúc đó anh mới là hiệp sĩ. Anh đánh. Đúng rồi, chú Bảy, để em cứu em. Đúng rồi. Không được, em quay lại nhà nữa lên lấy điện thoại live stream à. Không, mình phải làm như tự nhiên là lúc đầu em phải tự live stream như hồi nãy á. Là cái gì đi. Bây giờ vậy nha. Bây giờ không có ai hết nè. Bây giờ mình dàn cảnh vậy nha. Bây giờ chú phải đi cất cái xe này trước. Rồi cố gắng diễn cho tốt nha. Bởi vì bây giờ phải đóng vai hiệp sĩ thì bọn anh mới có chết rồi. Bọn anh mới có mối mới để xe ôm người ta đi, hiểu không? Chú. Lúc mà chú cướp xong chú phải nói trời tôi cướp được nhiều tiền quá. Cho người ta tưởng con giàu nha chú. Không chào giờ là phải vậy chú ơi. Rồi lên xe. Dạ. À không, mình phải đi từ ngoài vô. Anh hai chờ em xíu. Làm bỏng mập. Mọi người ơi, hồi nãy bị rớt mạng nên mình không có tiếp tục cái livestream được. Bây giờ mình lại tiếp tục nha. Mọi người có biết không, ngày hôm nay mình đi sắm một viên kim cương khoảng 8 carat thôi. Đây, giới thiệu cho mọi người, đây là cái cặp. Nhanh lên. Chiếc cặp mã vàng, vàng 24K không đó. Ở trong đây là tiền. À bây giờ mình sẽ đi xe ôm, đây là một anh xe ôm rất là đẹp trai. Chào mọi người nha. Rồi. Dạ bây giờ mình sẽ đội nón bảo hiểm lên nha mọi người. Đây là anh hiệp sĩ nè, một lát nữa chở mình đi nè. Đó. Anh sẽ Anh đây là anh hiệp sĩ đang đánh người ăn cướp đó. Đúng rồi, hai cục người ăn cướp. U40-50 này đi. Hai cục anh đi. Hai cục đi. Đúng rồi. Hai cục luôn đi. Đúng rồi. Quên. Ăn cướp đó anh. Đúng rồi, anh đóng luôn. Đó, em giật cái giỏ lại nè. Không, mọi người ơi, không có những anh hiệp sĩ thế này là đã mất cái giỏ của anh rồi. Anh đi tắt đi, tắt luôn hả? Anh 11, bình tĩnh. Cái gì? Không phải cướp đâu. Cướp chứ cái gì? Lên bộ. Lộc, không phải tay. Không phải cướp. Lộc, bà ra cho tay ta đi. Lộc, chú nè. Ủa? Bậy. Làm gì vậy? Ủa làm gì là cướp cướp vậy? Trời ơi thiệt á. Mày vụ gì? Vụ mày nói đi. Nói đi. Chú Bảy sao chú Bảy? Cái gì nè, 11 hiệp sĩ. Thấy sáng giờ con chạy xe ôm khách đi cho con nhiều quá. Dạ. Chú mới nảy ra cái ý định là chú tổ chức một cái vụ cướp. Để thằng này nó làm hiệp sĩ, chú làm tên cướp. Để quay quăng lên Facebook á, để cho chú với thằng này được nổi tiếng, được chạy xe ôm đắt như con á. Không có được đâu, bây giờ nếu mà muốn khách đông á, thứ nhất á mình phải chạy xe an toàn, mình phải dũng cảm này nọ, khách ta mới tin tưởng, mình mới có khách nhiều. Bây giờ chú muốn đông khách không? Muốn. Giờ muốn gia nhập cái đội hiệp sĩ giống như con không? Muốn chứ. Chú với thằng này vô được không? Dạ được. Nhưng mà phải hứa với con á là phải siêng năng nè, phải dũng cảm, không sợ những kẻ xấu mới vô được. Chú sẽ hứa với con, chú sẽ siêng năng và dũng cảm. Tức anh quá. Mình sao? Làm ăn mình phải chạy theo cái thị trường. Trước kia là 10.000, sau nó giảm 5.000 là cũng còn nhiều người lấy. Bây giờ còn có một mình tôi với anh lấy à. Bây giờ mình giảm xuống chút xíu nữa mình được lời.